Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày mùng 9 Tết. Trần Canh lên núi để tiếp thêm năng lượng để cho một năm làm việc trở thành công hơn. Và đồng thời Trần Canh sẽ quay cái cảnh bình minh mặt trời đang lên cho quý vị xem nha. Xin mời. À, quý vị có thấy không? Đây là cảnh ông mặt trời lên. Nhưng mà thời tiết hôm nay là mây mù gió, thành cho nên là có mây rất là nhiều. Khi ông mặt trời lên thì mây cứ che. Một tí là lại bị che, một tí là lại là che. Trời mát mát rất là đẹp. Đó, mặt trời lên rồi đó, nhưng mà bị mây che rồi quý vị ơi. Đó, quý vị xem đi. Đây là bình minh nha quý vị. Bình minh. Một ngày mới. Kính chúc quý vị tràn đầy năng lượng. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy năng lượng. Đó, ông mặt trời lên đó quý vị ơi. Nhưng mà lại là mây che rất là nhiều, ông mặt trời không lên rõ được quý vị ơi. Ở trên là mây hết trơn rồi, quý vị thấy không? Ở núi rừng nơi đây á, thì có rất là nhiều chim, những cái thực vật hoặc là thực vật, động vật cũng có luôn, rất là phong phú và đa dạng. Bây giờ trên đường đi Trần Canh để làm clip khi ông mặt trời thức dậy, mời các bạn xem. Đó, các bạn nghe tiếng chim kêu. Đây, bên đây là núi nè. Núi đó quý vị ơi. Đây, núi đây cũng bị mây che rồi nè. Đó, quý vị. Đó, cũng là núi đó quý vị ơi. Thời tiết hôm nay không được nắng ấm lắm, trời mây mù. Thấy dưới chân núi là có đồng ruộng xanh rất là sạch và rất là đẹp luôn quý vị ơi, thấy không? Một màu xanh đẹp. Đó, ông mặt trời lên. Lại là mây nữa rồi. Ông mặt trời bị mây rồi quý vị ơi. Chờ ông mặt trời ra nha quý vị. Ông mặt trời nằm trong mây rồi. À, quý vị, mời quý vị xem hoa ngũ sắc nè quý vị. Đây là hoa ngũ sắc nha quý vị. Hiện bây giờ nó đang ra hoa. Kết trái.
Ngũ sắc. Hoa ngũ sắc mùa xuân này quý vị ơi. Rất là đẹp luôn. Đây, một rừng hoa ngũ sắc luôn quý vị ơi. Bông của ngũ sắc này quý vị. Thấy không? Hoa ngũ sắc. Quý vị thấy đẹp không? Nơi đây có rất là nhiều hoa ngũ sắc luôn. Còn hoa đây là hoa ở mình gọi là hoa chim la. Chim la nha quý vị. Chim la này. Cái gì thấy không? Ngũ sắc chim la. Đấy, ngũ sắc đó quý vị ơi. Ta lên cái cảnh ông mặt trời ra chưa? Ô, ông mặt trời đó. Phía trên ông mặt trời có rất là nhiều mây nữa là quý vị ơi. Đó, đẹp không quý vị? Ông mặt trời thức dậy. Khi chúng ta cất bước lên núi, đỡ tiếp thêm năng lượng một ngày mới. Thành công mới. À, ông mặt trời gom vô mây rồi quý vị ơi. Ông mặt trời gom vô mây rồi. Chuẩn bị ông mặt trời ló ra nha quý vị ơi. Quý vị canh xem này quý vị. Quý vị có nghe tiếng cu gáy không quý vị? Cu gáy vớt kêu. Đó. Rất là lãng mạn luôn quý vị ơi. Đấy, cu gáy vớt kêu. Ngắm ông mặt trời lên cao. Nhưng mà ông mặt trời lên cao thì là mây rất là nhiều. Ông mặt trời không có thở nào mà ra được đâu. Đó, quý vị chuẩn bị ông mặt trời ló ra nha quý vị ơi. Ông mặt trời lên cao. Ồ. Chim kêu vớ gáy. Ông mặt trời lên cao nhưng mà không tránh khỏi những miếng mây che ông mặt trời lại rồi. Mời quý vị xem hoa ngũ sắc nữa nào quý vị. Đây này, hoa ngũ sắc này quý vị. Hoa ngũ sắc đẹp không? Đấy. Đấy là hoa ngũ sắc. Ngũ sắc nha quý vị. Sắc này quý vị ơi. Đây là hoa ngũ sắc nha quý vị. Có đẹp không quý vị? Hoa ngũ sắc có đẹp không quý vị?
Đó, đẹp chưa? Rất chi là đẹp. Thôi mời quý vị xem ông mặt trời ra khỏi mây chưa? Chưa ra khỏi mây luôn, mây rất là nhiều nha quý vị. Bình minh nắng sớm, bình minh nắng lên, nhưng ông mặt trời không ra khỏi mây rồi, mây rất là nhiều. Đó quý vị. Thôi bây giờ Trần Canh sẽ cất bước lên núi tiếp quý vị ơi. Mời quý vị đi lên núi cùng với Trần Canh nha. Để cho quý vị có một sức khỏe một ngày mới thì là Trần Canh tiếp thêm năng lượng lên núi. Chúc quý vị một ngày mới tràn đầy năng lượng và đừng quên ủng hộ kênh Trần Canh Vlog nha. Xin bye bye và hẹn gặp lại. Bye bye.